Mỗi sáng trong thế giới tự nhiên, một con linh dương Gazelle thức dậy. Đối với con linh dương Gazelle đó, cũng như những con linh dương khác, nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Nếu không, nó sẽ bị giết và ăn thịt. Mỗi buổi sáng, con sư tử thức dậy. Với nó cũng có một điều chắc chắn, ngày hôm nay và những ngày khác, nó phải chạy nhanh hơn con linh dương Gazelle chậm nhất. Dù số phận đặt tên cho chúng là linh dương Gazelle hay sư tử, thì không có sự khác biệt nào cả. Chúng cần biết rằng khi mặt trời mọc, chúng phải chạy và phải chạy nhanh hơn ngày hôm trước. Trong suốt ngày hôm đó, nếu không chúng sẽ chết. Các loài động vật đều phải chạy trong cuộc đua giành sự sống. Để sống sót trong tự nhiên, các loài động vật phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Đôi khi, kẻ thắng cuộc là con vật to lớn nhất. Nhưng đối với một số loài động vật, có thể sự nhanh nhẹn hoặc tính tò mò mới là yếu tố quyết định. Ví dụ, một con sói muốn sống sót cần có tinh thần đồng đội, tốc độ và trí thông minh. Để giành chiến thắng trong các trận chiến trên đồng cỏ châu Phi, loài động vật đó phải có bộ sừng lớn nhất. Và để trở thành loài động vật ăn thịt hàng đầu, cần có hàm răng lớn và sự hung dữ. Di chuyển là một trong những cách để chiến thắng trong cuộc chạy đua giành sự sống. Trong tự nhiên, còn có những kỹ năng phổ biến khác để sinh tồn. Đó là một kỹ năng, hay có thể gọi là một nghệ thuật mang lại hiệu quả ở khắp mọi nơi, từ rừng rậm tới biển khơi. Những loài động vật đã trở thành bậc thầy của nghệ thuật này thường đứng đầu chuỗi thức ăn. Chúng sẽ kiếm được thức ăn trước tiên và gần như không có kẻ thù trong tự nhiên. Chúng là những loài động vật có khả năng sinh tồn mạnh mẽ nhất. Từ vùng đất băng giá ở Bắc Cực hay những đồng cỏ vàng rực ánh nắng mặt trời ở vùng xích đạo, chúng có thể được tìm thấy trên các hòn đảo cô lập bị ngăn cách với thế giới bên ngoài hay trong các vườn quốc gia đông đúc ở châu Phi. Những con vật này được sinh ra để chiến đấu. Từ hải cẩu đến những con sói, gấu hay trâu nước, chúng đều là những chiến binh vĩ đại trong cuộc đua giành sự sống. Những ngọn núi ở châu Mỹ, châu Á và châu Âu là nơi sinh sống của một loài động vật có vú khổng lồ với bản tính hung dữ. Chúng đi săn vào ban ngày, trong những khu rừng và ven bờ sông. Thực đơn của chúng bao gồm thịt, quả mọng, các loại hạt và cá. Gấu đực trưởng thành có thể đạt trọng lượng 750 kg. Chúng có hàm răng to lớn và khứu giác đặc biệt. Một số loài động vật luôn tìm vị trí đặc biệt và một thời điểm đặc biệt trong năm. Những con gấu. Con gấu này đã tới bên bờ sông để tham gia vào một màn trình diễn gay cấn, buộc cả kẻ săn mồi và con mồi phải vô cùng khéo léo, dẻo dai. Loài gấu có cùng tổ tiên với loài chó, nhưng chúng có thân hình dài hơn, đôi chân rắn chắc và kích thước to lớn hơn loài chó. Dòng sông này giống như con đường cao tốc đối với một loài cá đặc biệt. Hàng năm, cá hồi Thái Bình Dương đua nhau bơi dưới dòng sông này để sinh sản. Chúng phải vượt qua những rào cản to lớn và tránh bị gấu ăn thịt. Những con cá hồi này đã sống dưới biển 2 năm. Giờ đây, chúng đang quay trở lại dòng sông nơi chúng sinh ra. Con gấu xám Bắc Mỹ trưởng thành đã rèn luyện kỹ thuật bắt cá của mình qua nhiều mùa.
thắng lợi hoàn toàn. Mặc dù lượng cá hồi nhiều không đếm xuể, nhưng việc bắt được con cá hồi trơn tuột vẫn là một thách thức lớn. Số lượng cá hồi đạt tới đỉnh điểm vào tháng 6 và tháng 7 chính là mùa hè ở bán cầu Bắc. Những con cá này mang lại nguồn protein thiết yếu cho con gấu và gia đình của chúng. Khi thời tiết thay đổi, nguồn thức ăn sẽ trở nên khan hiếm hơn. Gấu cần ăn nhiều nhất có thể để sống sót qua mùa đông dài và đầy băng tuyết ở cực Bắc. Đây là một cuộc chạy đua đến chết đối với cả loài cá và đàn gấu. Chỉ là những con cá hồi nhanh nhất và khỏe mạnh nhất mới có thể vượt qua được đàn gấu đang xếp hàng. Và chỉ những con gấu đủ lượng đạm dự trữ trong cơ thể mới có sức khỏe để sống sót khi tuyết bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi. Những con gấu bắt đầu luyện tập để trở thành chiến binh từ khi chúng mới chào đời. Hai con gấu con này dành phần lớn thời gian để chơi đùa, nhưng chúng đang phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành một chiến binh cử khôi. Chúng phải trải qua nhiều trận chiến và chiến thắng thì mới có cơ hội sống sót đến tuổi trưởng thành. Những con gấu không chỉ tranh giành thức ăn, chúng còn chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và giành giật bạn tình. Chúng cũng chiến đấu để bảo vệ gia đình của mình. Con gấu đực nhỏ tuổi này đang tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình. Gấu không phải là động vật sống theo đàn. Ngoại trừ mùa sinh sản, những thời điểm khác trong năm, gấu thường sống đơn lẻ. Nhưng lãnh thổ này đã có chủ. Lần này, cuộc chiến giữa hai con gấu khá gay cấn. Nếu không chiếm được lãnh thổ, con gấu sẽ không có thức ăn. Trong tự nhiên, chỉ một thương tích nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Con gấu này quá nhỏ, nó không đủ mạnh để chiến thắng trong cuộc chiến này. Con gấu to khỏe hơn đã chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống hôm nay. Con gấu nhỏ hơn có thể quay lại khi nó đủ lớn để thách đấu. Con gấu cái trưởng thành này vừa bắt được một con cá lớn. Và nó không có ý định chia sẻ với ai. Một con sói đã đánh hơi được mùi của con mồi. Nó cũng đang đói. Con sói tới gần miếng mồi, chậm rãi và rất cảnh giác. Nó biết nó không thể thắng trong cuộc chiến tay đôi với một con gấu to lớn và khỏe mạnh. Hẳn là con sói quá đói rồi. Nó có thể dễ dàng bị giết chết trong một cuộc chạm trán. Loài gấu không sợ bất kỳ động vật nào, chúng là động vật săn mồi hàng đầu. Con sói chỉ có cơ hội chiến thắng nếu con gấu đã bị thương từ trước. Nhưng điều đó không xảy ra hôm nay, ngay cả một đàn sói cũng không dám thách đấu với con gấu xám trưởng thành. Giống như đồng loại của mình, con gấu cái đã trở thành một chiến binh tài giỏi. Nó sẽ phải chiến đấu mỗi ngày để tiếp tục cuộc sống đơn độc của mình. Ở nơi đất liền tiếp nối với biển cả, sự cạnh tranh trở nên gay cấn. Nguồn thức ăn có thể rất phong phú, nhưng chính điều đó thu hút nhiều loài động vật ăn thịt. Và để tìm một nơi an toàn làm chỗ trú ẩn không phải là điều dễ dàng. Những loài động vật sinh sống ở đây phải học cách đấu tranh, giành lấy phần của mình. Hải cẩu đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống trong khu vực ranh giới này. Chúng vừa có thể săn mồi dưới nước, vừa có thể nghỉ ngơi trên cạn. Chúng sống thành từng đàn lớn, bao gồm cả con đực, con cái, những con hải cẩu mới sinh hay những con hải cẩu đã già. Một số đàn có tới hơn 1.000 cá thể. Để chiếm giữ toàn bộ lãnh thổ này, sư tử biển phải trở thành những chiến binh lanh lợi và hung dữ. Có 7 loài sư tử biển khác nhau. Dù đã thích nghi với cuộc sống dưới biển, nhưng các loài sư tử biển đều có lông và đôi tai nhỏ. Con sư tử biển cái trưởng thành này đang săn mồi. Sau khi xuống nước, nó có vẻ rất thoải mái. Nó có khả năng đạt đến tốc độ 40 km/h và có thể lặn xuống 250 m. Nó đang săn lùng một con mực, con bạch tuộc hoặc cá trích hay cá tuyết. Đến giờ mở tiệc rồi. Sau khi ăn no, chúng quay trở về nhà. Loài sư tử biển có hai đối thủ luôn rình rập xung quanh, đó là cá mập và cá voi sát thủ.
Chúng đang chạy đua trở lại phía bờ biển vì sự an toàn của chính mình. Trở lại đất liền, cuộc chạy đua để tồn tại vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là đối với những con đực. Mùa sinh sản đã tới và chỉ những con đực có khả năng chiến đấu tốt nhất mới có cơ hội giao phối với con cái. Con sư tử biển đực nhỏ hơn đang xâm nhập vào lãnh thổ và con sư tử biển lớn hơn đang chiến đấu để duy trì vị thế của mình. Con sư tử biển này đã tham gia vào một trận chiến, nhưng nó vẫn sẵn sàng tiếp tục. Sư tử biển đực chỉ chiến đấu với nhau trong mùa sinh sản. Thời gian còn lại, cả đàn chung sống trong hòa bình. Phần lớn đàn sư tử biển đã trở về từ chuyến đi săn. Những bãi biển không an toàn như vẻ bề ngoài của nó. Một đàn cá voi sát thủ đã tới đây để tìm bữa tối và chúng rất thích ăn những con sư tử biển non. Những con sư tử biển chạy trốn khỏi vùng nước nông. Nhưng con sư tử biển con quá chậm. Ngày hôm nay nó đã thua trong cuộc chạy đua giành sự sống. Không ai biết tại sao cá voi tung hứng những con sư tử biển nhỏ. Có lẽ là để khiến cho chúng choáng váng, hoặc có thể là một trò chơi. Hàng năm, cá voi sát thủ sẽ ghé thăm bãi biển trong khoảng thời gian diễn ra mùa sinh sản của sư tử biển. Khi những con sư tử biển con đủ lớn, cá voi sát thủ sẽ rời đi. Số lượng sư tử biển còn sống sót vẫn đủ để duy trì một đàn và tiếp tục cuộc chạy đua giành sự sống. Có một chiến binh hoang dã từng xuất hiện trong thần thoại và truyền thuyết nhiều hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Chúng được miêu tả như sinh vật độc ác trong khu rừng. Chúng xuất hiện trong ác mộng và những câu chuyện kinh dị. Chúng đi săn theo đàn và cất tiếng hú về phía mặt trăng. Các loài động vật chạy trốn khi cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Đó chính là chó sói. Loài sói sống bên cạnh con người trong gần 15.000 năm. Chúng tới gần đám lửa trại của chúng ta từ thời tiền sử và đã trở thành con vật đồng hành cùng những người thợ săn, bảo vệ và làm bạn với con người kể từ đó. Loài sói có cùng tổ tiên với loài chó nhà. Chúng rất thông minh, có tập tính xã hội và là những chiến binh ấn tượng. Cuộc sống của các loài ở cực Bắc rất khó khăn. Không có nhiều ánh nắng mặt trời hay hơi ấm và nguồn thức ăn cũng rất hạn chế. Cơ hội sống sót sẽ tăng lên nếu các con vật đoàn kết lại thành một nhóm. Giờ là mùa xuân, tuyết đang tan và mùa của sự sinh sôi nảy nở, dù rất ngắn ngủi, đã tới. Những con tuần lộc non vừa chào đời. Tuần lộc mẹ đang lo lắng. Nó đã nhìn thấy những con sói. Đàn tuần lộc bất ngờ chạy đi. Những con sói đuổi theo rất sát. Cuộc chạy đua giành sự sống ở Bắc Cực bắt đầu. Một con tuần lộc non bị tách đàn. Những con sói chạy nhanh hơn, nhưng con tuần lộc có thể lực tốt hơn. Con sói cái đột ngột đổi hướng. Bạn đời của nó đã hạ gục con tuần lộc. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Con tuần lộc chậm chạp nhất đã bị hạ gục. Những con sói đã có được miếng mồi nhờ tốc độ và tinh thần đồng đội. Con sói đầu đàn được ăn đầu tiên. Hành vi này củng cố vị thế dẫn đầu của nó trong đàn. Tiếp theo là bạn đời của nó và sau đó là những con còn lại trong đàn. Chó sói đã bị xóa sổ trên khắp châu Âu và châu Mỹ. Nhưng ngày nay, chúng đang được bảo tồn ở một số nơi và kết quả rất khả quan. Sói là đối thủ trong tự nhiên của các loài động vật ăn cỏ lớn như nai sừng tấm và hươu. Khi những con sói xuất hiện trong khu rừng, số lượng động vật ăn cỏ giảm còn một nửa. Điều này giúp bảo vệ những cây non và cây bụi trước những loài động vật ăn cỏ háu đói. Khu rừng bừng nở, tràn đầy sức sống. Điều này giúp các loài động vật khác xuất hiện trở lại, bao gồm cả loài hải ly và cáo. Vì vậy, mặc dù nổi tiếng là đáng sợ, loài sói đã giúp tạo nên sự cân bằng giữa các loài động thực vật trong rừng, để tất cả cùng tham gia vào cuộc chạy đua giành sự sống. Con hươu đuôi trắng đã ngửi thấy mùi của đàn sói. Nó sẽ phải chiến đấu để bảo vệ những đứa con của mình. Con hươu đực cũng lại gần để giúp đỡ. Nhưng hôm nay, chúng sẽ an toàn. Đàn sói đã có chiến lợi phẩm. Đàn sói nhanh chóng ăn thịt con mồi. Đầu tiên, chúng ăn phần thịt mềm và giàu dinh dưỡng như tim, dạ dày và thận. Sau đó, chúng ăn tới phần cơ bắp. Sự phấn khích trước con mồi có thể khiến bản năng chiến binh trỗi dậy.
Đàn sói này bao gồm sói mẹ, sói bố và những con sói con. Chúng là một gia đình thân thiết. Vì vậy, mặc dù cuộc chiến có vẻ rất quyết liệt, sẽ không có thành viên nào bị thương nghiêm trọng. Gia đình sói này cùng đi săn, cùng chia sẻ con mồi và nô đùa với nhau. Gia đình sói đã cùng nhau chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống. Trên hòn đảo nhỏ xa xôi, gần đảo lớn, có một chiến binh rừng xanh kỳ quái. Nó có cơ hàm khỏe mạnh và hàm răng sắc nhọn. Nó thích săn mồi trong bóng đêm. Nó đã trở thành biểu tượng của những khu rừng và thung lũng cổ xưa. Một chiến binh vẫn đang trụ lại trên một trong những hòn đảo còn hoang sơ nhất. Đây là loài gấu túi ăn thịt lớn nhất thế giới. Chúng có thể di chuyển trong phạm vi 20 km để tìm kiếm thức ăn và làm tổ trong những lỗ hổng trong lòng đất. Chúng sống một mình nhưng cũng thường xuất hiện ở gần những con thú có túi khác khi có thức ăn hoặc nơi trú ẩn gần đó. Và chúng sẽ tranh giành lẫn nhau bằng mọi giá. Đó là loài gấu túi Tasmania. Chúng từng xuất hiện trên khắp lục địa Úc cho đến khi con người khiến chúng biến mất hoàn toàn. Giờ đây, chúng đang trên bờ vực tuyệt chủng ở hòn đảo Tasmania. Không có tập tính bảo vệ lãnh thổ, nhưng gấu túi Tasmania sẽ bảo vệ bất cứ thứ gì mà chúng nắm giữ. Hàm của chúng là vũ khí tuyệt vời. Với một hàm răng giống như của loài linh cầu, nó có lực cắn mạnh nhất trong thế giới động vật. Tranh đấu dường như là trò tiêu khiển yêu thích của chúng. Gấu túi Tasmania thích ăn nhiều loại thịt, từ con mồi mới giết thịt cho đến các xác chết đang phân hủy. Loài động vật tròn như quả bóng và đầy cơ bắp nhỏ bé này là những chiến binh thực sự trong thế giới các loài thú có túi. Gấu túi Tasmania là loài động vật thực sự độc đáo. Chúng có kích thước bằng một con chó nhỏ, nhưng phần đầu và đuôi đã chiếm đến nửa chiều dài cơ thể. Dưới những ngọn núi và thung lũng ở Tasmania, tiếng kêu ghê rợn của loài động vật này khiến chúng có tên gọi là quỷ Tasmania vang vọng trong không trung. Hòn đảo này nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và những khu rừng nguyên sinh. Một nơi ẩn náu hoàn hảo cho loài động vật đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Gấu túi Tasmania có thể đánh hơi thấy mùi của một kẻ xâm nhập. Hàm của chúng có thể mở rộng tối đa 80 độ và nó có khả năng cắn gãy xương. Lực cắn của chúng mạnh tới mức có thể cắn đứt những mảnh dây kim loại dày. Vườn quốc gia này là nhà của một trong những đàn gấu túi Tasmania lớn nhất. Con gấu túi Tasmania đực này ngửi thấy mùi máu, có thể là một xác chết hoặc một con vật bị thương. Những chùm ria lớn giúp nó tìm đường trong bóng tối. Đó cũng là một trong những đặc điểm để nó thích nghi với cuộc sống của một chiến binh hoang dã. Ria mép của thú có túi Tasmania giúp nó xác định chính xác mặt của đối thủ. Loài động vật này trông có vẻ ục ịch và vụng về, nhưng chúng là những chiến binh cực kỳ tinh nhạy. Con gấu túi đực đã tìm thấy những gì nó đang tìm kiếm, xác của một con chuột túi wallaby. Nó không tỏ ra thận trọng mà đi thẳng tới chỗ miếng mồi. Đây là loài không kén ăn. Chúng có thể ăn rất nhiều loại thức ăn, từ thịt chim, cá, động vật bò sát cũng như thực vật và trái cây. Trên vùng đất của quỷ Tasmania không thể không xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Việc tranh đấu vì miếng mồi một cách điên rồ dường như là một hành vi rất bình thường đối với loài gấu túi Tasmania. Chúng hiếm khi chiến đấu cho đến chết, nhưng những trận ẩu đả này thiết lập ra một hệ thống phân cấp bậc trong cộng đồng thú có túi. Con gấu túi được to lớn đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Công cuộc tìm kiếm thức ăn giữa những ngọn núi và hồ nước này có thể trở nên khó khăn. Quỷ Tasmania có thể di chuyển trên những quãng đường dài với tốc độ 10 km một giờ. Chúng là những vận động viên chạy marathon của Tasmania hoang dã. Đôi khi chúng dừng lại và đột nhiên xuất hiện để phục kích. Con gấu túi cái này có thể nghe thấy tiếng gọi của những con khác. Một xác chết đang phân hủy khác.
Lần này có 5 con quỷ Tasmania cùng tranh giành để lấy phần từ miếng mồi. Tin hay không tùy bạn, nhưng đây là một sự kiện đặc biệt. Những tiếng kêu chói tai báo hiệu tới những con gấu túi khác rằng có một miếng mồi. Âm lượng của tiếng kêu cho biết kích thước của miếng mồi. Những cuộc tranh đấu giúp cho loài gấu túi luôn khỏe mạnh. Cơ bắp, hàm và phản ứng nhanh nhạy, chúng liên tục bị đẩy đến giới hạn của mình. Con gấu túi cái bị đuổi đi, nhưng nó sẽ không chịu nghe lời. Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, nó sẽ không thể sống sót. Khi quỷ Tasmania tham gia vào những bữa ăn điên cuồng này, chúng giao tiếp bằng một ngôn ngữ phức tạp. Chúng có 20 tư thế khác nhau và 11 âm thanh khác nhau. Trông thì có vẻ gay cấn, nhưng quỷ Tasmania là những chiến binh tinh tế với các quy tắc hành vi ứng xử. Chúng là những chiến binh thú vị trong cuộc chạy đua giành sự sống của các loài thú có túi. Một trong những loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi đã trở nên nổi tiếng bởi kích thước của chúng. Sự xuất hiện của chúng trên các vùng đồng bằng và đồng cỏ khiến nhiều loài động vật run sợ. Chúng sống giữa các loài ăn cỏ to lớn và khiến nhiều loài động vật run sợ bởi tính khí thất thường của mình. Hàng năm, số người chết dưới chân chiến binh hung dữ này còn nhiều hơn số người bị sư tử hay báo ăn thịt, nhưng thức ăn chính của chúng chỉ là cỏ. Chúng ẩn mình giữa những đám cỏ và bụi cây, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, loài châu rừng châu Phi. Những con vật ấn tượng này có thể cao tới 1,5 m và nặng gần 1 tấn. Những đặc điểm khiến chúng trở thành kẻ giết người khét tiếng nằm trên phần đầu. Cả châu đực và châu cái đều có những bộ sừng đáng sợ, những chiếc sừng đan vào nhau, nên chúng vừa có thể trở thành kiếm, vừa là một tấm khiên. Châu rừng châu Phi là một loài sống đơn độc, và kể cả khi đứng một mình, chúng vẫn là những chiến binh ăn cỏ to lớn nhất hành tinh. Trong một đàn, thành viên chủ yếu là những con châu cái và con của chúng. Có một con châu đực đầu đàn mà ta có thể phân biệt với các con khác nhờ vào kích thước của bộ sừng. Xung quanh đàn là những con châu đực nhỏ. Chúng không lãng phí chút thời gian nào mà luôn rèn luyện cách sử dụng đôi sừng của mình. Chúng bắt đầu với những trận đánh giả. Loài châu có 3 kẻ thù chính: sư tử, con người và mùa khô ở châu Phi. Chúng phải tham gia vào cuộc chạy đua giành sự sống trên các đồng bằng để tìm nơi gặm cỏ và nguồn nước ngọt. Những đàn động vật di cư này có thể bao gồm hơn 2.000 con trâu. Chúng đi cùng một số lượng lớn những con linh dương đầu bò và ngựa vằn trong cuộc hành quân dài đến những đồng cỏ xanh tốt. Cơn mưa tháng 11 chính là nguyên nhân khiến những con vật di chuyển. Đồng bằng Serengeti gần miệng núi lửa Noronogo rất tươi tốt bởi lớp cỏ mới mọc. Nhưng đến tháng 5, cỏ đã bị gặm sạch và đàn trâu di chuyển về phía bắc, về phía khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya. Nơi đây tập trung số lượng động vật lớn nhất trên hành tinh, một kỳ quan thực sự của thế giới tự nhiên. Nhưng nơi nào có nhiều động vật thì cũng có nhiều kẻ săn mồi. Loài động vật duy nhất có thể hạ gục một con trâu trưởng thành là sư tử. Sư tử cái chắc hẳn rất đói. Nó đang mạo hiểm mạng sống của mình khi tấn công một con vật quá đỗi to lớn và nguy hiểm. Con trâu đã phát hiện ra nó. Con sư tử vẫn kiên trì. Một cú đá của con trâu có thể giết chết nó. Con trâu phải đuổi được kẻ tấn công trước khi bị cắn vào cổ họng. Nhưng sư tử đã lao thẳng vào cổ con trâu và nó đã thành công. Đàn sư tử đã chọn một mục tiêu an toàn hơn, một con trâu non. Nhưng chúng sẽ phải đối đầu với con trâu mẹ đang tức giận. Lúc này, những chiếc sừng khổng lồ trở nên vô cùng lợi hại. Và đây là cách con trâu tấn công lại kẻ thù của mình.
sư tử không thể làm gì hơn. Nó không hài lòng, nhưng châu mẹ và châu con đã chiến thắng cuộc chiến sinh tồn ngày hôm nay. Cả đàn đã được báo động, chúng không thích những con sư tử lởn vởn xung quanh. Không thể mạo hiểm nữa, những con sư tử bỏ đi, chúng sẽ phải kiếm mồi ở nơi khác. Loài trâu không chỉ bảo vệ chính mình, chúng còn bảo vệ con của chúng. Và như vậy, cả đàn sẽ cùng chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn hàng ngày. Sức mạnh thể chất luôn là yếu tố quyết định loài động vật nào sẽ sống sót và truyền lại bộ gen của mình. Kết quả là các chiến binh vĩ đại trong thế giới hoang dã dần trở nên to khỏe và lớn mạnh. Từ loài gấu và sói ở những khu rừng phía Bắc đến những chiến binh dưới biển, loài sư tử biển. Loài gấu túi, quỷ Tasmania cũng ghê gớm không kém một con trâu rừng châu Phi. Chúng đã tôi luyện thuần thục các kỹ năng để trở thành kẻ chiến thắng trong các cuộc đua giành sự sống.